Liên quan đến trường hợp bệnh nhân số 262 là công nhân tại công ty Samsung Display Việt Nam, tính đến 9 giờ sáng nay ngày 15 tháng 4, tỉnh Bắc Ninh đã lập danh sách xác định hơn 1.000 trường hợp là F1 và F2 và có kết quả xét nghiệm 93 mẫu âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục thực hiện các biện pháp điều tra các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này để có phương án phòng chống dịch phù hợp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 182 trường hợp là F1 và 832 trường hợp là F2 với bệnh nhân 262. Trong 182 trường hợp F1 có 8 trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 97 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh và chuyển ra soát, cách ly tại các tỉnh khác 77 trường hợp. Trong số 832 trường hợp là F2, cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh là 41 trường hợp, cách ly tại nhà 239 trường hợp và trên 550 trường hợp chuyển ra soát cách ly tại các tỉnh khác. Tỉnh Bắc Ninh đã lấy 160 mẫu xét nghiệm, có 50 trường hợp F1 và 43 trường hợp F2 âm tính với SARS-CoV-2, 67 mẫu còn lại hiện đang chờ kết quả.